nếu tôi thấy sinh này thì ở đây tôi sẽ biết là ulumen nhau mà sao vì cá gì nó cá vậy chạy kia tôi đi vào nhà vào luôn mình nó chạy kia vậy ạ cái cá gì chạy đâu mà cho nó đi đi à lại thấy này ulumen này tôi biết cái cá gì bây giờ này về phu gia số mình nhà ra rồi vậy cho nó chăn này thằng mua gì vậy chăn này thằng lúc chạy quay lúc gì cho nó ulumen cá này nà ra rồi vậy tôi dù nà nà mà nà nà cho nó anh này nhà tôi bị ulumen là số khó vô gì vậy chạy phu rồi bay phu số anh này chỉ là bay đi rồi vậy ulumen mà chạy bên ta mình làm lâu rồi bảo anh này chỉ là bay đi rồi gì vậy cảm ơn cho nó rồi bảo là ông à, nó mà đúng cái này là xem gì vậy này, nó cho nó lưu nhà lâu đi, lâu phiền, lưu mình là tôi biết rồi, lâu chuyện này dài chém mà đi, sao cái dài chém mà đi, ta cố ai dài lưu nhà chuyện này phiền luôn, sao cái nào mà hậu quả đấy, cho nó cái điều đó sinh này thì ở vì sao phiền là lưu mình nhau mà, lưu mình này sao vì cái gì nó cái vậy, dài cái đó, lưu đi ở đây như nào vậy luôn, mình nó cái dài cái đó vậy, cái cái gì dài đâu mà, cho nó đi đi à, lại thấy này, lưu mình này tôi biết, cái cái gì bây giờ này về, phu gia số mình nhà ra rồi. Nó cá vào vậy, nó cho nó video cá đi ở trên miền này để chạy về rồi. Cho nó chạy cho nó u lì xì tu trên số này này video đi ngã cá chọc cá chạy về nia lên nó nên để chạy phu vậy cho nó cá đi mày không? Alo, biểu anh lấy giá rồi, cho nó ai đó ngắn nên là về xì tiền, ngắn nên chăn là về xì vào đi. Cho nó đòn này u lì miền này nhà bị mà cho nó cho nhà chạy rồi, pk cho nhà chạy về rồi. Mày thấy mày rồi vậy? Thì đi ra thay mi ra thay mi ra rồi, tôi cũng đuổi rồi, cho nó cũng là u lì à, quay về rồi. Anh mà đi đi ra lại, anh mà áp vào thì lập nhà một bộ đào này chính, cháu du về rồi. Anh nói gì mà tao bảo là u lì à, thì bây giờ mà tôi lại bị công phê về rồi. Anh thấy nhau về rồi. Tôi cũng cho nó chăn này thằng mua gì vậy, chăn này thằng lúc chạy quay lúc gì, cho nó u lì miền cái này nà ra rồi. Tôi dù nà nà mà nà nà, cho nó anh này nhà tôi bị u lì miền, là số khó vô, xí vào để chạy phố rồi. Anh lấy được xí vào để học. Mình nghĩ là bên mẹ đã rồi cho nó bay phu số anh anh chị em mẹ bay đi rồi vào lúc mình mà mình dạy bên ta mình làm lâu rồi vào lúc anh anh chị em mẹ bay đi rồi xí vào đi là cái nó áp vía rồi nhớ rồi mình lắc hàm vào đi lắc hàm vào đi nó thao sân nó cũng câu đam mà tôi chơi lấy ra đi mà đi xí vào đi cho nó rồi gì biết rồi luôn mà đam bia bu đi sang áp bia bu bao bây giờ bia bu nên làm bia gì bây giờ ali mà đi vào vậy anh cái lý này bạn nên học theo rồi cho nó close phía kia, anh em tao nói rồi nên mình nhả cái này close phía bên này, cái gì mà sống vừa hộ. Tao rồi làm mình mới mà quay ra phòng mình bị, mình biết gì chẳng là chẳng. Cho nó chăn này mà đã, cho nó uli này bộ, cho nó nên tuổi dậy vậy rồi hà lý đôi chân nó bộ, phim chỉ được nuôi nhà, mồi lì là bây giờ bám bố với vậy bộ, anh em nuôi về, cha bây giờ nào vậy, cha làm gì vậy bộ. Ulu mình bảo tao chăn này thằng lối xin. Sakai ai vụ cái này là làm việc giải bày bảo nó đúng như nhà mà mình chơi phải điện máy ai điện máy lý gì này cái nhà mới lý thì tao cái xem cái mình bày bảo nó được bao nhiêu mà đấy ấy biết tao đấy xử lý biết tao đấy bây giờ mà con này bao nhiêu này bao nhiêu tiền này biết tao đấy anh lý công việc lý gì mà nó cho nó mấy tao làm sao được bây giờ nó biết nhà trong luôn biết bao nhiêu luôn biết nhà mà cho nó là mấy tao chơi trong luôn biết nhà lâu rồi bây giờ này mà mấy gì mà nó này là lùi lùi thằng mày đấy nó đi từ đó chơi 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 cho nó từ đó chơi chơi tao mà sao được bao nhiêu tiền biết lại đấy giá cả cho nó cũng là mà chạy ra phía đây rồi, phải áo lụa này mình đúng nhà lụa để lấy bộ áo mình áo cho nó đúng giá mình chạy ra rồi. Sau này cái đó cho nó người ta xoay tàu về đây vậy, đây là cô tàu lì bù là công nhà tàu đấy, lão đi tàu đấy vậy, cú cú gió lên tàu đấy, nào cú cho nó mấy đi lòng lì lên tàu đấy vậy, chỉ mới lên tàu rồi cho nó ở đây này, phải áo làm lụa ra vào cho nó xóa xóa bị phiền, lòng lòng mà tàu về rồi, tàu hiện giờ cũng công à, công à, nên em mua về cho nó công à, tàu sáu giờ này vậy. Con sao được rồi, chân này được chặt rồi vậy. Biết rồi luôn, chân này bao giờ nên lưu gì nên tụi bia lấy tao khoan khoát tao biết, bia con lấy nên sao biết, ở đây biết gì rồi vậy. Ở đây vậy, ở đây vậy, chân này giờ đi vậy, chân này được sao lại bù sao biết vậy, bia tao được bia bay lưu được không mà nên đi bay đi được bia bay đi thoát rồi vậy. Này làm được bao vậy. À lấy xe mi đi mà phi rồi, chân này show vui vô. Cho nó u lì luôn đi, lưu cho nó u khó lì ở chỗ quê, đập bớt đàm à, làm phải bị rồi, khó bị rồi, cho nó lưu bên nhà chị lì, just lâu đàm à, nhìn anh lì mà phiền luôn, biết đó là, ai bố số bố đó cho nó chạy này để bằng đi ba, nếu bây giờ rồi, nếu bây giờ anh muốn xem này thu rồi nào này, lúc bây giờ anh này quê anh chạy lại đi, anh làm cho nó, ai bằng đi lâu lại đàm, lâu bị rồi, mà phiền rồi cho nó biến chạy mà, nào là biến chạy mà ba, nó gọi là cho nó rock rock à, rồi cho nó gọi là xem này xì, anh lúc xì số ai chạy để cho nó lát khác xem này bằng tiếng gì vậy, như thế. Phát hiện quê sát rồi, chúng ta tụi mình này mà tụi anh để ra câu để quên đi cái gì, alo mình xuống chợ khen nhau tụi cô lông quê đấy vậy.
အဲ့ကြောင့်ဖိုးပွားတော့တင်းကြိုက်တယ်ဗျစီးပွားရေးကတော့ကျွန်တော်ဥဇော်ရုံးနဲ့ပဲတွဲပြီးလုပ်နေပါဥဇော်ရုံးပဲခေါ်ပြီးတော့ဥဇော်ပဲချဲရထည့်ပေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှမြေကွက်အင်းချမ်းမြေအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်နော်ကြောက်မြအချောတဲ့လုပ်ငန်းလေးရန်ကုန်မှာလုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်နီဈေးကွက်ကကြာကျွန်တော်ငိုရဲတည်ချမ်းနားလဲပြီးသားပါကျွန်တော်လည်းငိုရဲကားဝယ်အောင်နေပါလေပူပါလေဖုန်းတွေပါလေဝယ်သားလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါသိတယ်ဗျကြောက်မြတ်ကြတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ငိုရဲလှုပ်လဲလှုပ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အတွမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဥရောပညာသင်ယူစေလေးတာသေးပါအဲ့ဒါတော့ဥရောမပြောဘူးဗျကျွန်တော်လာစဉ်ပုံမှန်သုံးစိတ်ထုတ်ပြီးပြပါလို့ညင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီထဲမှာပုတ်ဒရိုက်တာပုတ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်နေထည့်ပေးရတယ်ဗျသူတို့ကုမ္ပဏီမှာဟုတ်လက်ခံပါတယ်ဥသောတေးကစပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်လို့ပြောကြတယ်အဖွားနဲ့ထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးအဖွားကိုကြော့ပြီးအဖွားစီကခွင့်ပြုချက်ရမှကျွန်တော်နေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာပါဗျတရားဝင်အခုဒီမီဒီယာကြီးနေစင်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကြောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းနေလည်းပြန်ဆိုပါတယ်ရုပ်ရှင်လည်းပြန်ရိုက်ပါတယ်လို့နောက်လုပ်လေးရှင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ခေါ်ပေးကြပါလို့ပြောပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အဖေမျိုးအားပေးသလိုအားပေးပါကျွန်တော် channel ထောင်ရင်လည်းကျွန်တော် channel ကိုအားပေးပါဦးကျွန်တော် show ပွဲလည်းဆိုပါမယ်အားပေးကြပါပိတ်သက်တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ